Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 11, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020. Đến dự có Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Đức Xuân, Viện trưởng Viện dân sự, Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Cao Minh Trí cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì. Qua 5 năm tổ chức thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tích cực về nhiều mặt trong công tác xét xử. Chất lượng phiên tòa ngày càng tăng, đảm bảo tính khách quan dân chủ trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nhất là duy trì tốt quy chế phối hợp của hai ngành kiểm sát và tòa án. Từ tháng 7 năm 2016 cho đến tháng 12 năm 2020, viện kiểm sát và tòa án nhân dân hai cấp phối hợp chọn đưa ra xét xử 749 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 473 vụ án hình sự và 321 vụ việc dân sự. Qua nghe các đơn vị địa phương phát biểu ý kiến về một số khó khăn hạn chế cũng như đề cao sự hiệu quả của việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm mang lại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Nguyễn Thanh Hải đánh giá tầm quan trọng của công tác này, nhất là sự phối hợp của hai ngành kiểm sát và tòa án cũng như các cơ quan khác trong việc tổ chức phiên tòa. Thời gian tới, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, coi đây là khâu đột phá của cải cách tư pháp, đồng thời chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ tư pháp trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020.